Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Samsung đã thế động trong những ngày đầu tháng 10, giữa tháng 11 này các bạn ha. Thì xem Samsung trong tháng 11 này có chương trình khuyến mãi gì đặc biệt không các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái con máy tính bảng thì các bạn. Đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy Tab A8 2022, có giá là 8.490.000 các bạn ha. Đây Tab A8 2022. Con này hiện tại bạn mua sẽ được tặng cái bao da và hỗ trợ góp 0% lãi suất các bạn nha. Đây Tab A8 máy tính bảng. Rồi. Chúng ta có Samsung Galaxy A04 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB có giá là 3.490.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 100.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Con này RAM 4, bộ nhớ trong 64 các bạn ha. Nó chạy con chip là Helio B35 8 nhân. Với pin là pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh được 15W các bạn. Chiếc máy trong phân khúc giá rẻ ha. Ngoài ra thì Samsung Galaxy A04 này nó sẽ có phiên bản là RAM 3GB nữa các bạn ha. Giá tầm khoảng 2.990 các bạn. Rồi, tiếp theo Samsung Galaxy A04s. Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB giá là 3.990 các bạn. Hiện tại bạn mua sẽ được giảm giá là 100.000 cộng hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ha. Đây A04s. Con này thì nó sử dụng con chip là Exynos 850. RAM 4 bộ nhớ trong 64. Camera phía sau là 50 megapixel các bạn, selfie là 5, pin 5000 và cũng hỗ trợ sạc nhanh được 15W ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có Samsung Galaxy A13 phiên bản RAM 4GB giá là 4.690.000, giảm giá được 400.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Rồi Samsung Galaxy A13 phiên bản RAM 6GB có giá là 5.190.000, khi bạn mua sẽ được giảm giá là 500.000 cộng hỗ trợ trả góp 0% lãi suất ha. Đây chiếc máy Samsung Galaxy A13 đó các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A53 128GB, có giá là 9.990.000 các bạn ha. Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. A53 này có RAM là RAM được 8, bộ nhớ 128 các bạn ha. Camera chính là 64 megapixel, selfie là 32. Pin thì pin 5000, sạc nhanh tối đa được 25W các bạn ha. Con này thì sử dụng được 5G, kháng nước kháng bụi luôn các bạn. Rồi, tiếp theo là Samsung Galaxy A73 128GB có giá là 11.990.000. Khi bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. A73. Thiết kế cũng giống như con A53 các bạn, nhưng mà màn hình nó to hơn. Sử dụng chip Qualcomm 778. Rồi 5G các bạn. RAM 8, bộ nhớ 128 ha. Camera ở đây tới độ phân giải lên đến 108 megapixel các bạn. Selfie là 32. Pin 5000 hỗ trợ sạc nhanh 25W. Rồi, tiếp theo là Galaxy Z Flip 4. Giá là 23.990, khi bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu, hỗ trợ góp 0% lãi suất. Z Flip 4. Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB giá là 40.990.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu, cộng hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây Z Fold 4 nè các bạn. Máy gặp rất đẳng cấp của Samsung luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy S22 LED 128GB có giá là 25.990.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 4 triệu, 1 triệu và giảm tối đa được 5 triệu mà ha. Cộng hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. S22 LED 128GB. Máy màu xanh rất là đẹp luôn, xanh real. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB có giá là 30.990.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 6 triệu cộng hỗ trợ góp 0% lãi suất. S22 Ultra với RAM 8, bộ nhớ 128GB.
Camera với độ phân giải là 108 megapixel ha. Selfie là 40. Đây là dòng S đầu tiên mà sử dụng được bút pen các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có S21 FE, phiên bản RAM 6, bộ nhớ 128, có giá là 15.990.000, không có chương trình khuyến mãi gì vậy ha. S21 FE, phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128, giá là 16.990.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 4.500.000 cộng góp 0% lãi suất luôn. Đây S21 FE. S21 FE này thì sử dụng một chip là Exynos các bạn ha. 21008 nhân. RAM 8, bộ nhớ 128. Camera chính là ở đây là 3 cam các bạn. Với camera chính là 12 và 2 và 8. Selfie là 32 ha. Pin 4500 và sạc nhanh 25W các bạn. Rồi Samsung Galaxy M53, giá là 12.490.000. Hỗ trợ góp 0% lãi suất. M53 này nó RAM này RAM được 8 mà bộ nhớ ngoài được 256GB. Và sử dụng con chip là Dimensity 900 nha, sử dụng được 5G. Pin là pin 5000 và sạc nhanh được 25W. Camera chính ở đây là 108 megapixel ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có con M33, giá là 7.690. Phiên bản là RAM 6, bộ nhớ 128 bạn nha. Con này hiện tại hỗ trợ góp 0% lãi suất thôi. Đây M33. Sử dụng con chip là Exynos 1280 nhân nha. Vẫn cũng sử dụng được 5G luôn các bạn. Pin 5000 và sạc nhanh được 25W. Camera chính ở đây là 50 megapixel nha. 4K. Camera selfie là 8. Rồi, tiếp theo là Samsung Galaxy A33 với RAM 6GB, giá là 7.290. Khi bạn mua sẽ được hỗ trợ góp 0% lãi suất. A33. Chiếc máy màu cam rất là đẹp luôn. Con này thì gọn ha, sử dụng được 5G luôn các bạn. Rồi. Tiếp theo chúng ta ở đây chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy A23 phiên bản RAM 4, bộ nhớ 128, con này xài 4G các bạn nha. Giá là 5.690. Khi bạn mua sẽ được giảm giá 200.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất ha. Rồi A23 phiên bản RAM 6, giá là 6.190.000. Khi bạn mua sẽ được giảm thêm là 400 từ ngày 15 đến ngày 17. Giảm thêm 300.000 nữa, các bạn mua sẽ được giảm 700.000 qua ha, cộng hỗ trợ góp 0% lãi suất. Đây A23 các bạn. A23 này vừa sử dụng 4G nha. Rồi ngoài ra thì A23 nó sẽ có A23 5G các bạn. A23 5G với RAM 6GB, giá là 6.990 các bạn. Khi bạn mua sẽ được hỗ trợ góp 0% lãi suất. Tiếp theo là chúng ta sẽ có Samsung Galaxy A23 5G với RAM 4, bộ nhớ 128, giá là 6.690 các bạn ha. Con này các bạn mua sẽ được hỗ trợ góp 0% lãi suất. Tiếp theo chúng ta sẽ có con Samsung Galaxy S22 256GB, có giá là 23.490.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 6 triệu các bạn, cộng hỗ trợ góp 0% lãi suất ha. Rồi, Samsung Galaxy Z Flip 4 128GB, có giá là 23.990. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu, còn là chỉ còn là 20.990.000 thôi các bạn ha. Rồi, Z Flip 4 256GB, có giá là 25.990, giảm giá cũng được 3 triệu các bạn, còn là 22.990 các bạn ha. Rồi Samsung Galaxy S22 LED 256GB, có giá là 27.490.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 6 triệu cộng góp 0% lãi suất các bạn ha. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có con Z Fold 4 256GB, có giá là 40.990.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu các bạn ha. Cuối cùng là con Z Fold 4 phiên bản 512GB, có giá là 44.490.000. Khi bạn mua sẽ được giảm giá là 3 triệu bạn ha. Rồi thì mình vừa giới thiệu sơ lược cho các bạn giá và khuyến mãi của Samsung tại Thế Động trong những ngày giữa tháng 11 để các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất bạn nha. Bye bye.